chậu cỏ không? Kèo tái đấu đôi công giữa Vũ Arsenal và Quý Chém nha bạn. Ok ok. Thì 1-0 nhưng nhiều Quý Chém. Vũ Arsenal. Quá tốt, điểm 1 đều. Đồng 2 cây á. Kèo hẹn tại sân quận 9. Vũ Arsenal đôi công phát trắng Quý Chém. Set thứ nhất thì bên Vũ Arsenal thắng nha bạn. Này là set đấu thứ hai nha. Điểm 1 đều. Điểm 2-1 nhưng nhiều Quý Chém. Xuyên trắng luôn các bạn ơi. Điểm 2 đều. Chúng tay trắng ra ngoài nha các bạn. Điểm 3-2 nhưng nhiều Quý Chém. Tiếp tục điểm 3-2. Lại xuyên trắng nha bạn. Điểm 3 đều. Trời ơi, lún xăng luôn nha các bạn. Điểm 4-3 như nhiều Quý Chém. Phàn điểm may mắn của Vũ Arsenal nha các bạn. Điểm 4 đều. Bành quá lực nha các bạn. 5-4. Em ơi. Năm đều. Điểm 5 đều. Bóng ngoài nha các bạn. 6-5 nghiêng về Vũ Arsenal. Điểm 6-5. Nè. Đẹp nè. Điểm 6 đều.
bóng ngoài xa nha các bạn. Điểm 76 nghiêng về vũ Arsenal. Quá tốt nha các bạn. 7 đều. Chắn bóng tốt của Quý Giám. Tám bảy nghiêng về Quý Chém nha bạn. Điểm 8 đều. Hai bên rất nóng các bạn ơi. Bom tấn không. Điểm 98. Điểm 9 đều. Trời ơi. Điểm 19. Đóng dấu vô luôn nha các bạn. Điểm không đều. Đẹp. Bên nào cũng hay hết trơn nha các bạn. Điểm 11-10 nghiêng về Quý Chém. Điểm 11 đều nha các bạn. Mười một đều. Trời ơi. Chơi đi có nhiêu đâu mà.
12-11 đếm 12 điều. Tiếp tục đếm 12 điều nha các bạn. Xong nhà anh này là hết đội nè. Trong không lo được rồi. Đếm 13-12. Đủ anh, đủ cho anh đang các bạn ơi. 32. Để à, để à. Dù Arsenal quá lên tay nha các bạn. Quýnh cái y trái nào trái nấy. Bom tấn. Đếm 13 điều. Này quýnh sổ trong cũng mười mấy nha các bạn. Hai pha liên tiếp cú bổ xuống mới chết bên kia nha các bạn. 14-13 nghe nhiều quý chém. Đếm 14 đều nha các bạn. Quá hấp dẫn gây cấn à. Tiếp tục đếm 14 đều. Đẹp. Pha trắng bóng quá tuyệt vời của vũ Arsenal nha bạn. Điểm 15-14 nghiêng về vũ Arsenal. Đẹp đó, dựng lên. Trời ơi, đẹp đó. Ống dấu bên kia luôn nha các bạn. Điểm 15 đều, điểm cuối. Điểm cuối nha bạn, tập trung nha. 15 đều. Một lần nữa vũ Arsenal hạ quý chém tại sân quận 9 nha các bạn. 2C liền. Kết thúc điểm 16-15. Vũ Arsenal thắng luôn xếp 2 nha các bạn. Anh châu.